nhìn lại mới thấy hóa ra Hương Giang cũng có bao lần đọ sắc với sao quốc tế khi chung khung hình. Tên tuổi Hương Giang giờ đây có lẽ không chỉ được nhắc đến ở địa hạt âm nhạc mà còn phủ sóng sang cả mảng miếng thời trang. Và chuyện Hương Giang miss độ ngày càng xịn hơn, make up long lanh khi điểm rõ như ban ngày, không ai có thể phủ nhận điều đó. Chính vì nhan sắc đạt đến cảnh giới đỉnh cao vài năm gần đây nên Hương Giang hoàn toàn tự tin khi đọ sắc với các mỹ nhân quốc tế. Đứng chung khung hình nhưng nàng hầu đa phần đều chứng tỏ được đẳng cấp, sức hút có phần lớn nước hơn. Nhắc đến những lần thắng thế khi chung khung hình với sao quốc tế của Hương Giang, hẳn phải kể đến màn so kè với ngôi sao Thái Lan Met Ine Kim Vajome. Ở Hương Giang, các fan không chỉ cảm nhận được gương mặt tươi tắn rạng ngời hơn nhờ make up, mà còn dễ thấy lối ăn diện của nữ ca sĩ năng động, sành điệu áp đảo đối phương. Hương Giang đụng độ với Hot Stage's Next Top Model Cindy Bishop không chỉ một lần, nhưng lần nào giọng ca tặng anh cho cô ấy cũng đều toát lên vẻ trẻ trung, xinh đẹp, chuẩn từ kiểu tóc, make up đến phục trang. Trước đó, hoa hậu chuyển giới quốc tế còn chặt chém, sao nữ đình đám xứ chùa vàng với bộ cánh cắt ao đầy sexy, hút mắt. Bên cạnh đó, lối make up tông hồng nhẹ nhàng cũng giúp cô tôn lên nhan sắc chuẩn không cần chỉnh. Tuy nhiên, trong lần đọ dáng với nữ hoàng Hyuna, Hương Giang dù diện đầm cúp ngực hở bạo hơn nhưng spotlight lại dường như thuộc về nữ idol Hàn Quốc. Nói một cách công bằng, thì Giang chọn trang phục hay style mà make up đều không sai nhưng nhan sắc, thần thái cuốn hút Hyuna thì lại vượt trội hơn nhiều. Váy áo của Hương Giang thước tha, đài cắt hơn nhưng Hyuna cũng long lanh không kém và toát lên khí chất đỉnh của một idol. Video liên quan Josie Trinrada là mỹ nhân chung khung hình với Hương Giang nhiều nhất. Luận về nhan sắc, cả hai đều xinh như búp bê, nhưng bàn về style thời trang, ác Hương Giang nhỉnh hơn vài phần vì chọn đồ khoe được đường cong, chân dài thẳng tắp. So với một Josie Trinrada diện đồ sporty thì Hương Giang đã khiến fan u mê khi showin áo phong với quần skinny lửng và giày cao gót, khoe triệt để body cao gầy, mảnh mai. Nhan sắc 19-10 của hai mỹ nhân Việt Thái. Kể cả khi chung khung hình với nữ hoàng chuyển giới, nông coi thì Hương Giang cũng không bị chìm nhờ váy áo nổi bật, toát lên vẻ sang trọng, kiêu sa. Nữ ca sĩ hoàn toàn lấn át nhờ style make up môi đỏ quyền lực, đẳng cấp khi đứng cạnh Mojiratraya. Theo Roji JS trí thức trẻ Let's Explore Us,